Xin chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với hiếuhiền.vn. Và trong video ngày hôm nay thì Inox sẽ mở hộp chiếc sao card mới về của XUX K108X. Nhìn sơ thì các bạn có thể thấy nó giống với chiếc sao card trước đây là K10X phiên bản tiếng Trung. Nhưng ở phiên bản này thì về cơ bản cái thiết kế bên ngoài của nó thì sẽ giống như K10X, nhưng mà cái giao diện ở trên mặt của nó thì sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh vì đây là phiên bản quốc tế. Thêm một điểm nữa là khi mà các bạn dùng để thu âm hoặc là hát livestream ở trên máy tính á, thì các bạn sẽ có một cái phiên bản tiếng Việt hoặc là tiếng Anh để mình dễ chỉnh sửa hơn. Chiếc sao card này nó sẽ cho chúng ta có thể hát được karaoke nè, hát livestream trực tuyến hoặc là thu âm, hoặc mình nghe nhạc, dẫn chương trình MC hay là mình trò chuyện trực tuyến luôn. Phiên bản K108X này nó sẽ có hai màu đỏ và màu đen, và bản ở đây mình sử dụng là bản màu đen nhé. Ở mặt sau này chúng ta sẽ có một cái sơ đồ kết nối nhanh để mình livestream hoặc là thu âm, thì lát mình sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cụ thể hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp chiếc sao card này. Màn hình của các bạn là toàn bộ đầy đủ phụ kiện khi mà các bạn mua cái chiếc sao card K108X này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái dây để cắt nguồn cho chiếc sao card, một đầu là micro USB và một đầu là USB. Thì mình sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp là 5V nhé. Ở bên đây là mình dây lấy nhạc để mình cắm một đầu này vào trong sao card, một đầu USB này vào trong máy tính. Cái dây này nó sẽ có nhiệm vụ là lấy nhạc và cắt nguồn cho sao card hoạt động luôn. Dây màu trắng với hai đầu có hai vạch đen như thế này là dùng để cho các bạn lấy cái âm nhạc từ điện thoại hay là máy tính bảng của mình. Trong cái trường hợp mà anh chị hoặc các bạn không có cái máy tính, mình sử dụng livestream hoặc là thu âm bằng hai cái điện thoại thì mình dùng cái dây này để lấy âm nhạc nhé. Và cuối cùng thì sao card K108X này nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái dây livestream riêng với một đầu là jack 3.5 với 3 vòng đen như thế này, còn một đầu là micro USB. Khi mà có cái dây này hỗ trợ thì anh chị và các bạn sẽ không cần phải mua riêng cái dây livestream rồi như là cái dòng sao card cũ là K10 nữa. Nhìn về thiết kế bên ngoài thì chiếc sao card K108X này nó sẽ không khác gì cái phiên bản tiếng Trung hết, ngoài trừ cái mặt ở trên đây, cái phím chức năng của nó sẽ có cái giao diện bằng tiếng Anh, cũng khá là dễ sử dụng. Khối lượng của nó chỉ khoảng tầm 190g thôi, và chiếc sao card này sẽ giúp cho anh chị và các bạn có thể xử lý cái âm thanh của mình khi mà mình hát karaoke, livestream hoặc là thu âm. Nó sẽ nghe hay hơn với các nhóm hiệu ứng ở trên đây, như là mình hát thu âm hoặc là khi hát trong phòng thu. Còn cái nhóm hiệu ứng ở bên đây sẽ giúp cho mình có thể chuyển đổi cái giọng, làm méo giọng của mình vui nhộn và thú vị hơn. Nhóm những hiệu ứng dưới đây là hiệu ứng phụ để mình khi mà livestream trực tuyến thì sẽ giao lưu với khán giả, nó sẽ hay hơn. Ngoài những cái phím chức năng bấm ở trên như thế này thì mình sẽ có một cái nhóm phím để vặn để mình điều chỉnh cái giọng bass, giọng treble hay là âm lượng của micro. Còn bên đây thì để cho anh chị và các bạn điều chỉnh cái âm lượng của tai nghe hay là điều chỉnh độ vang, muốn cho khán giả mình nghe vang nhiều hay vang ít, hay là mình thu âm muốn nghe vang thì chọn ở bên đây. Mặt dưới này các bạn sẽ có đầy đủ những cái cổng kết nối micro hay là tai nghe. Mặt trên này chúng ta cũng sẽ có một cái cổng để cắp nguồn hay là cái cổng để lấy nhạc và sử dụng được những mic karaoke loại lớn ở gia đình mình. Đặc biệt là chiếc sao card này nó sẽ hỗ trợ hai cái cổng để mình livestream trên hai điện thoại hoặc là hai mạng xã hội cùng lúc luôn, với hai cổng là micro USB ở đây. Và video mở hộp về chiếc sao card K108X để cho các bạn xem được đầy đủ bộ phụ kiện cũng như là cái thiết kế bên ngoài của chiếc sao card này, mình xin dừng ở đây. Còn nếu mà các bạn muốn biết chi tiết về những cái tính năng cũng như là cách sử dụng và lắp đặt chiếc sao card K108X này thì mời xem tiếp video ở phía sau nhé.